Mấy lần trước em quay cái món sắt vụn này này, gọi là đồng nát các bác ạ. Đồng nát. Có nhiều bác thì cứ chê bai lắm, nhưng mà cũng không ngờ rằng là nhiều bác rất rất muốn, để có nghĩa là nhiều bác là có cái này rồi nó hỏng cái kia, chỉ cần mua một sản phẩm hay một cái thứ, một cái món nhỏ nên là không còn một cái gì. Có nghĩa là khi em quay lên các bác, nhiều bác, có nghĩa là phải có những đôi loa có thể đến mấy chục người muốn lấy cơ. Nên chính vì như vậy nên nhiều bác chê rác thải, bác đừng chê bác nhé. Nó ít tiền thật, mặc dù nó chỉ là 1, 2, 300 nghìn thôi, nhưng mà đấy là chẳng qua là em nói thật với các bác là các bác chê bảo ô ông Tuấn ông cơ nhiều, anh bình luận ông Tuấn ông quay kênh này lên, lúc nào mất được cái giá trị của kênh. Cái giá trị nó không ở cái đồng tiền, không ở kênh bác ạ. Cái giá trị là các bác, em thấy là những người ít tiền, người ta không có tiền, em quay những cái này lên này cho họ này. Chứ bây giờ bác bảo bây giờ tự nhiên đi mua đôi loa này, mua cái loa này bây giờ mua cái thùng cả triệu ai đi mua. Nhưng bây giờ em chỉ để cho các bác cái đây, bây giờ 3 4 cục này em lấy bác được chưa, 1 2 3 4 cục loa này, 5 cục loa, 2 3 3 cái cục này, 2 cục này thì nó hơi xấu hơn, còn 2 cục này đẹp. Em lấy cả bao nhiêu cục này của các bác cho các bác cái 200 nghìn. Thế các bác bảo nào nữa. Thật ra lại cái công đóng của em ấy, tổng số của em còn tốn hơn tiền hơn đấy các bác ạ. Nhưng mà em muốn phục vụ những người đang bị thiếu nó, thiếu nó, chứ còn không phải đâu các bác ạ. Đã kinh doanh thì 5.000 hay 10.000 cũng là tiền, em không chê, em không chê nhé, 5.000 hay 10.000. Còn bác nào chê thì bác thông cảm, đợi hôm nào lô hàng đắt về. Chứ còn nói thật với các bác là đến lúc lô hàng đắt này 3 năm 70 triệu các bác chạy mất dép hết. Những cái bác bình luận toàn nói phét. Đến lúc em mà đăng loa 5 70 triệu lên như kiểu những đợt trước của em về cả sân ấy, chạy mất dép. Làm sao mua được. Nên là bác ạ, bác có tiền thì bác đợi loa đắt, bác không có tiền thì bác không thích loa này thì bác để cho những bác đã có nhé. Nên đừng có bình luận những cái từ nó văng tục, mất mất lịch sự, phải nói là mất lịch sự. Bởi vì là bây giờ đùng cái là bảo mẹ mấy thằng ngu, mấy thằng điên đi mua cái loại này. Thế người ta mua và người ta điên à? Không nói thế. Mình người ta cái là sở thích của người ta, hoặc là người ta có thể sửa chữa được thì người ta làm. Nên đừng nói như thế, nói như thế nó phản cảm. Mất giá trị của nhau nhé, không hay. Còn sau đây em Tuấn tiếp tục giới thiệu nhanh thôi bác. Có khoảng cái chục sản phẩm. Cái hỏng, cái nát, cái vỡ thì các bác lấy được thì các bác lấy. Đây. 1 2 3 cái loa này thì nó không được đẹp lắm. Đây, lấy cả hai đôi này nữa, à một đôi này nữa. 5 cái cục này, em nói tiền thùng xốp của em mất gần 100.000 rồi gì nói. Lấy bác 200.000 nhá. Nói thế cho nhanh. Lấy 5 cục đấy. Được chưa? Em nói thật với bác tiền thùng xốp em tốn hơn, chỉ có là phục vụ nhau. Phục vụ bác lúc này khi nào bác có tiền bác lại mua mình cái lát đắt hơn, bác phục vụ em mình. Thế thôi. À đây, hồ lô đựng rượu nữa bác ạ. Ngoài ra nói dùng câu hồ lô đựng rượu thì cái hồ lô này nó liên quan đến phong thủy nữa. Còn phong thủy về hồ lô như nào thì em Tuấn không phải là thầy. Các bác chỉ gõ lên Google là hồ lô có tác dụng gì cho phong thủy thôi. Em thấy rất nhiều bác mua những cái này của em từ trước về đấy. Mua đặt cửa sổ, nó hút tà khí hay cái gì đấy. Ngoài ra thì có thể đựng rượu là tùy các bác. Mức giá kênh trên cũ là 2 triệu 9. Hôm nay còn đây nhá. Cứ dọn nó ra 1 triệu 9 nha, em giá sẵn đây cho bác rồi. Con này nhá, con này là con lọc nguồn. Con lọc nguồn này là con lọc, báo cáo các bác là con này là con 3 pha. Về các bác chỉ dùng 2 pha thôi. Còn bỏ lại 2 pha. Hay còn bỏ lại 1 pha, khi nào vô thì nó hỏng thì lại lắp tiếp. Được chưa ạ? À, vào đây, cứ số 1 là vào, 2 là ra. Được chưa? Vào bên này thì sẽ ra bên này, vào đây ra đây. Được chưa ạ? Thật nhanh. Nó có số 1 số 2 mà. Vào 1 ra 2. Thế thôi. Đấy, con này là trên kênh đã giới thiệu cho bác là 609. Thì đây giảm cho bác được bút đồ. Cho các bác mấy trăm cho bác cái sướng, cho mấy chục thôi, đáng bao nhiêu đâu. 609 thì còn 600 nào. Rồi 650 đi, 650k nhá. Ê giờ nó nhanh. Nói thật các bác không được bao nhiêu đâu. Bán lẹt phẹt cho các thích. Loa đây ạ. Loa thì có ba, các bác là ba con loa này đều hoạt động bình thường nhá. Ba con loa này đều kêu bình thường. Bác nào lấy loa trợ lời về thì bác lấy nhá. Hoặc là bác nào đang thiếu, đang hỏng một con loa thì bác lấy thêm một con về, đấy là việc của các bác. Còn ba con này đang hoạt động bình thường. Những đôi loa như thế này nó có tiền triệu rồi, nhưng bây giờ nó chỉ có một con. Thì bây giờ lại bán theo kiểu một con cho các bác, mà có những bác thì muốn mua một con nhưng mà không có tiền triệu để mua một đôi để phá đi, đúng không ạ? Đấy nên bán theo kiểu đấy, nên nhiều lúc nhiều bác cứ chê của không, bởi vì là mình thì chán nhưng có nhiều người cần, được chưa ạ? Bãi thì bãi ạ. Đây. Em báo giá luôn cho các bác nhá. Con này ở trên kênh nó toàn 1,2 triệu một con đúng không?
bán lẻ cho các bác một con được chưa nhá, bán lẻ cho các bác một con được chưa, bây giờ xem nào, 6-700 thì cao quá không lấy được, 300 một con được chưa, con này 300, con này 200, ui dồi thế thì bèo quá nhỉ, 200, con này 100 đấy được chưa. Em cứ thích như thế đấy, em thích thế em bán thế cho nó thích chứ các bạn, các bác đừng có chê nhé. Phân tần đây, phân tần xịn cho bác đây, hôm trước bác nào hỏi phân tần hai quay đấy, một bát một tép đấy, phân tần hai quay một bát một tép cho các bác đây, hàng xịn luôn, model là 141S KR 301, con này một bát một tép bác nhá, một bát một tép, một bát một tép đấy, đường in vào đây, vào nó có đường in đây này, còn hai đường ra. Bộ phân tần này để cho các bác xem nào, giá bèo tiếp cho nó thích được chưa, một đôi phân tần này để cho các bác 300k, 300k bộ phân tần này được chưa, sướng chưa ạ. Đôi loa này còn chạy bình thường, đôi này chạy bình thường ạ, đây cả đôi luôn ạ, nhưng một đôi này gân nó mục rồi, con này gân nó vẫn chạy được nhưng hơi cứng, về bác nào thay gân thì thay nhé. Được cả đôi loa này chạy bình thường luôn, được chưa, cả đôi này chạy bình thường, để cho các bác nhé, cả đôi này chạy bình thường, một đôi nhé 300k một đôi, trên một đôi 300k một đôi được chưa ạ. Này hai con này thấy có sướng không ạ? Nát thì nát chứ bác, tất cả chỗ này này, con này sống, con này sống, con này sống, bốn con này sống, nhưng mà những con này đề màng nó đều có vấn đề, màng nó đều có vấn đề này. Thật ra nó chạy bình thường, con này của đàn ông, nhưng mà trong này lại có một con này là của Canada, hàng chất luôn, con này hàng xịn sống tốt được chưa. Em là em muốn dọn kho nên em chơi khó các bác, có khi nhiều bác chỉ cần một con này thôi này, hay con này, nhưng mà tóm lại em bắt bác lấy tất chỗ này em mới bán, bởi vì em dọn kho mà, em dọn kho không có lý do gì cả. Con này thì loa Canada rồi, con bát của Canada xịn rồi, cổ đây đấy, sống tất chỗ này, nhưng em lại không bán lẻ một con mà em bán tất cả 5 con này đấy, 5 con này em lấy có 500.000. Thật ra con này nó đã bán lẻ nó đã trị giá hơn 500.000 rồi, nhưng em muốn dọn kho, bác nào lấy thì bác lấy, không dùng thì bỏ đi. 5 con nhé, 5 cái, 5 cái 500k em tuần bán kiểu đấy cơ. Thật ra em dọn kho mà, nhưng bác đòi chọn, nhiều bác cứ bảo nó tôi chỉ lấy một đôi vỏ là khộc, bán là phải hết. Em dọn kho chứ bây giờ em không để thế, em lại bày tiếp hai cái đồng hồ này. Báo cáo các bác là không không thử pin nữa, con thì vỡ máy, con thì còn máy này, nhưng mà cái máy này không quan trọng, cái máy này về bác nhấc máy của đồng hồ mình sang, kim còn zin hết còn nguyên nhá, con này còn máy này nhưng pin nhỡ chưa có lắp. Hai con này báo giá cho bác đây, 500 này, 300 này, được chưa. Tóm lại là hai con này về các bác ấy. Riêng cái loại này thì không có lý do gì bảo bẩn thế này nhỉ, nước lau vào sạch luôn nhé, các bác về lấy đĩa làm cái gì làm được. Ta bán cả hai con đồng hồ này cho các bác, những con này về các bác chỉ cần thay máy vào thôi, kim mới còn nguyên nhé, kim còn nguyên, kim còn nguyên ạ. Hai con này em bán cho các bác đấy, em chơi kiểu đấy, em chỉ bán cả hai con nhé. Hai con này bây giờ giá cũ của nó 500 rồi đúng không, giá cũ của nó 500 này, 800 này, bây giờ em lấy cả hai con em bán cả hai nhé, cả hai con em bán 300, hai cái 300k được chưa, hai cái đấy. Đây có đôi loa này nữa này bác này, đôi loa này nữa này, không biết là rụng dâu hay ngập cái chập chờn, nhưng mà hiện tại là chết đấy, bát đẹp lắm, đẹp lung linh, không thấy kêu báo chết on kêu, đây cũng xong kiếm với nó nữa, đẹp lung linh onkyo đấy, hàng xịn của nó đấy, báo chết. Hai con này chất của nó đấy ạ, con này onkyo tiếp này cũng báo chết không thể kêu. Ba con này lấy các bác 100.000, ba cái
100k được chưa ạ? Ui giời, bán thế buồn cười. Đã dọn nhà thì các bác dọn hộ em nhé, đừng có bác là bảo mua lẻ. Thật ra đây để phục vụ các bác, để các bác phục vụ em là dọn cho nó sạch chứ bác đừng hỏi mua tách lẻ nữa các bác nhé. À đây này, còn cái center này nhá, cái center này còn nguyên sót lại nhá. Trong nó là trước là giá 2,9 triệu, hôm qua em có quay lên rồi, có bác là chốt chưa thấy là tiền nhá, 2,3 triệu bác nhá. Center Rogan 100W, con này hai loa này, hai loa bass, một loa tép ở giữa, con này bán rất là nhiều rồi nên chỉ cần nói vậy thôi, 2,3 triệu đấy. Được. Mà chào các bác. Đấy, đây này, đang đang bê ở kho ra đống laptop Asus các thứ này, nó có em lại quay tiếp bán xác cho các bác. Em nhiều lắm, em chở cả xe ô tô cơ. Từ ngày trước em làm trên Lai Châu về em chở cả một xe cơ.